Tập 2. Đà Gia vẫn là Đà Gia. Tòa điện pháo lần này thiệt hại lớn rồi. Non sông Dân Lĩnh vẫn thuộc về Đà Gia. Tòa điện pháo còn non lắm. Phía Hồng Quân sao rồi? Bên ta không cần phải đánh bên đó chứ. Đà Gia yên tâm, chúng ta cách xa lắm rồi. Trước mắt xem Hồng Quân và tòa điện pháo đấu nhau thôi. Đà Gia, mặc dù chuyện xảy ra ở địa bàn chúng ta náo loạn lớn như vậy, quân giải phóng sẽ không động đến chứ. Chúng ta hành sự ở Dân Lĩnh bao năm nay, còn ai không biết số má? Cách mạng đảng cũng đâu có ngu. Tình tranh tọa địa pháo muốn ta chịu trận thay hắn, đừng nằm mơ. Tôn Nhị Quái và Trương Thiết Đan sao vẫn chưa về? Tôi sai chúng cải trang làm dân thường, đi nghe ngóng tin tức. Nhưng giờ này cũng phải về rồi chứ. Đà Gia, Đà Gia, Tôn Nhị Quái và Trương Thiết Đan về rồi. Chúng bay đi đâu vậy? Đà Gia, Đương Gia, Lý Tử Ca, chuyến này chúng tôi đi không vô ích rồi. Trên đường vớ được 4 người. Đà Gia, bắt được 2 em gái tư non mơn mởn làm con tin. Mỗi đứa ít nhất cũng được 100 đồng đại dương. Đồ không ra gì, bắt nạt phụ nữ. Bảo chúng bay xuống núi không phải để bắt con tin. Không phải bắt, là nhặt được. Đồ vô dụng nhà mày, ai bảo chúng mày đi bắt quân giải phóng? Lý Tử Ca, đừng hoang mang, hai đứa con gái này đi trên đường thôi, không ai biết đâu. Cầm, lão đừng bắn chết chúng mày. Đồ phế vật. Đà Gia thì sợ quân giải phóng hiểu được địa thế rừng núi. Chúng mày thì hay rồi, mời rắn về cắn gà nhà. Chúng tôi chỉ là muốn dâng 2 cô gái này để hiếu kính Đà Gia thôi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần 2 đứa con gái này xuống núi, quân giải phóng sẽ không biết đâu. Họ chắc chắn sẽ nghĩ là do tọa địa pháo bắt. Đà Gia, xin ông nhận tấm lòng của chúng tôi. Mở ra. Đúng là tươi non mơn mởn. Thực sự không ai nhìn thấy chứ. Dân dân không ai nhìn thấy đâu. Không ai thấy cũng không được. Có người mất tích, họ nhất định sẽ lùng sục cả núi. Sớm muộn sẽ tìm được lên đây. Các người là ai? Đây là đâu? Đà Gia, cẩn thận há miệng mắt quay. Tiểu Nga, xong việc cho chúng một nhát rồi chôn là xong thôi. Mấy em này bỏ thì tiếc quá. Đừng có lại đi. Đau chết ta mất. Mất giống ta rồi, tao lấy mạng chúng mày. Đà Gia, Đà Gia, bọn chúng là giải phóng quân đó. Sao mà kể chúng là gì? Giao chúng cho các người tùy ý xử lý. Xử chết chúng đi. Ba Lý Tử, ông trông chừng 2 đứa đấy. Tôi dìu Đà Gia vào trong. Được. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Ba Tam Qua. Sao mày biết tên tao? Từ đời ông nội ông đã phải nộp tiền cho Tô đại tiên sinh nhà tôi. Sao tôi không nhận ra ông chứ? Cô, chuyện gì vậy? Cô là Nhị tiểu thư. Theo gia phả, ông phải gọi tôi là cô họ. Cô thật là Nhị tiểu thư. Sao cô chạy lên núi non này làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Tam Đương Gia, thật sự tôi có mắt như mù.
Cô ấy là cháu ngoại của đại tiên sinh La Nhị tiểu thư. Đại tiên sinh là ai? Đại tiên sinh mà không biết sao? Ba Diệu Tổ đó, cự phú nổi tiếng hiển hách một vùng Tứ Xuyên, tộc trưởng của gia tộc Ba Thị. Nửa thành dân lĩnh này đều là của ông ta. Ở đất dân lĩnh này, ai cũng phải để mặt đại tiên sinh. Sao trùng hợp vậy? Đúng vậy. Sao cô ta làm giải phóng quân rồi? Dìu bọn họ vậy. Nhanh lên, nhanh lên, dìu lên. Nào nào nào, nhẹ thôi. Cô qua đây. Tụi cô đấy, nhanh lên. Cô nhận ra tôi không? Có. Cô là Tiểu Phi Nga, là diễn viên nổi tiếng của Bắc Xuyên. Mẹ cô là Đại Phi Nga. Hồi nhỏ tôi đã từng xem kịch của các cô. Tôi nghe nói cô được gả vào một gia đình giàu có ở Tứ Xuyên, làm bà ba Tôn gia. Sao lại rơi vào hang ổ này? Bà già có mấy người con? Có một người con trai tên là Ba Bảo Sinh, làm giám đốc ngân hàng Ba Thuộc. Vậy sao cô được gọi là Nhị tiểu thư? Cha mẹ tôi mất sớm nên được cậu nuôi dưỡng. Tôi là con lớn thứ hai trong Ba gia nên được gọi là Nhị tiểu thư. Vậy cô cũng là cành vàng lá ngọc của Ba Diệu Tổ rồi. Vậy sao cô theo cách mạng vậy? Tôi làm việc ở ngân hàng trung ương Nam Kinh. Sau khi Nam Kinh giải phóng, nhân sự ở kho và hai phòng thuộc ngân hàng Tứ Xuyên cải tổ và được giữ lại. Tôi được phân về chi nhánh dân lĩnh làm việc. Cường Tử, đưa cho tôi. Trung đội trưởng, đây hình như chỉ là điểm dừng chân của bọn thủ phỉ, không phải hang ổ. Không thấy có hàng rào phòng bị kiên cố. Đây, cậu xem, dọc theo con đường núi về phía trước chính là trại trước của chúng. Sau núi là trại sau, khoảng cách chưa đến 100 mét. Giao quạt hết tiền trại của lính canh, chỉ cần có động tĩnh phía hậu trại sẽ chuồn hết. Thủ phỉ mà đều như vậy cả. Bỏ khôn có ba hang, trên núi rất nhiều chỗ như vậy. Cường Tử, quay lại điểm liên lạc để xin thêm viện binh. Rồi, chú ý dọc đường để lại ám hiệu. Yên tâm đi, theo anh làm trinh sát bao nhiêu năm, không cần ám hiệu tôi cũng nhớ rõ. Tôi vào trong xem. Nếu không có ai tôi sẽ rút lui. Không được, nhớ đâu bị chúng bắt thì sao? Bớt vô lý. Tôi chờ cậu 20 phút. Đứng lại. Ai? Người cùng hỏi à? Từ đâu đến? Sơn Nam Hải Bắc. Đi đâu? Thiên Nhai Hải Giác. Cô hai, mời cô ngồi. Tôi đúng là có mắt không trồng, không nhận ra cô. Cô đừng trách tội nhé. Sao chúng tôi lại ở đây? Là như vậy, anh em của chúng tôi xuống núi, trên đường thấy cô và vị đại quân đây bị ngất, nên chúng tôi đưa lên đây. Lễ nghĩa với hai vị tiểu thư đủ rồi. Người đâu? Tối đứa còn lại lên cho tao. Rõ. Các ông muốn làm gì? Chị La, vị tiểu thư, vị tiểu thư, thả cô ấy ra. Thả ra, chị La, vị tiểu thư, đừng quản nữa. Thả cô ấy ra, thả tôi ra, vị tiểu thư, vị tiểu thư, bỏ cô ấy ra. Làm gì đấy? Cứu giới. Thả cô ấy ra, vị tiểu thư. Cô ta dám làm đà gia chúng ta bị thương, lão lương hôm nay sẽ tính nợ với cô ta. Thả tôi ra, vị tiểu thư. Vị tiểu thư, đây là Đinh Tự Công Khẩu, không phải nhà của đại tiên sinh, cô đừng liều mạng. Là các người vô pháp vô thiên ngược đãi người khác. Chúng tôi và bào ca thanh thủy, nước sông không phạm nước giếng. Lúc nãy cũng coi như chăm sóc cô đủ rồi, xem như có lỗi với đại tiên sinh. Cô đừng có được nước lớn tới, ép tôi không nể mặt. Cô muốn làm gì? Cô định giết hai chúng tôi sao? Vị tiểu thư, cô là con nhà quê cát, tôi chỉ là diễn viên hí kịch. Cô ở trên cao, tôi ở dưới thấp. Hôm nay được cô cược một ván cũng là phúc phần của tôi. Cô muốn cược gì? Oh.
Báo cáo thủ trưởng, kiểm tra vật chất hoàn thành, không có tổn hại gì, có thể nhập kho. Được. Có tin tức của đồng chí bị mất tích chưa? Trung đoàn trưởng đã đem người đi tìm rồi, giờ vẫn chưa có tin tức. À đúng rồi, trên đường chúng tôi gặp một trung đoàn trưởng của sư đoàn 57, hình như họ Tần. Họ Tần to gan. Tiểu tử này đến cũng nhanh đấy. Ở Nga cảnh tử, may mà anh đến kịp lúc, không chúng ta sẽ bị tổn thất nặng. Chú Tiểu Tần đến rồi. Thủ trưởng, tôi đưa người đi tiếp ứng cho trung đoàn trưởng. Được. Trưởng ban Trương, phải tăng cường cảnh giới vật chất, không để xảy ra sai sót. Rõ. Chị La, chị La, rốt cuộc cô định làm gì? Chị La, bà cô ơi, lo cho mình trước đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đương gia tha cho cô đã là vinh hạnh lớn lắm rồi. Chị tiểu thư, nói cho cô hiểu, tôi bắn cô ta 2 phát, chết thì lôi đi, sống để cô đưa đi. Cô như vậy là giết người bừa bãi. Mấy năm nay mạng người như cỏ rác, sống hay chết phải nghe số trời rồi. Không được bắn. Thả ta ra. Tam Đương gia, không được bắn. Tam Đương gia, không được bắn. Ngoài kia có một tên giải phóng quân, nói là đến tìm người. Không phải nói là không ai nhìn thấy sao? Sao giải phóng quân đã đến rồi? Tiểu Dương, đừng sợ, người của chúng ta đến rồi. Hôm nay ai đến cũng vô dụng. Bỏ khăn bịt mắt xuống trước đã. Mọi người đều nói súng của Đinh Tự Công khẩu, một bắn người bắt nạt người khác, hai bắn kẻ giàu có bất nhân, ba bắn kẻ phản bội. Chưa từng nghe bắn phụ nữ bao giờ. Anh là ai? Súng nhắm vào ông đây là đúng rồi. Cớ gì nhắm vào đàn bà con gái? Hóa ra cũng là người cùng ngồi. Có thể hội thì đưa ra, không có thì đọc khẩu lệnh. Nhất điểm nhất quần trường, nhị tử khẩu ngôn bàn. Ti đối ti, trường đối trường, trung gian nhất cá mã nhi lăng. Tâm tại để, nguyệt tại bàn, lưu cá câu câu chiếu nguyệt lượng. Đã là anh em cùng nhà, sao lại theo đảng cách mạng? Hiện giờ cả nước chẳng ai vào đảng cách mạng. Mang nước đến đây. Dừng. Kính người rượu đầy, kính người trà đầy. Trà này tôi không uống. Sông Long Hí Thủy Chu Đoản Trường, Hàng Tín Ngũ Ý Phong Trương Lương, Thiên Hạ Bảo Ca Thị Huynh Đệ, Đại Nguyện Đối Ẩm Tái Thương Lượng. Người huynh đệ, anh là giải phóng quân, tìm chúng tôi thương lượng chuyện gì? Các cô không theo quy tắc, cướp xe, lấy người của chúng tôi. Nói vậy không đúng, xe các anh bị cướp không liên quan gì tới chúng tôi. Người của các anh là chúng tôi cứu về. Nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng ta hãy dọn bàn bày trà. Dọn làm sao, bày làm sao?
những quy tắc cũ. Muốn nói gì uống cả một bát. Thả hai cô gái kia ra và để chúng tôi xuống núi an toàn. Sau đó chuyện này không ai tra cứu nữa. Khẩu khí lớn quá đấy. Tôi là chủ, anh là khách. Khách mạnh cỡ nào cũng không được nạt chủ. Chủ nhà đã nạt khách rồi, nhưng khách mạnh nên dám nạt chủ đó. Nếu là chủ điểu thì trừ bỏ luôn. Tay không đến đây mà dám đòi người, vì muốn cho Đinh Tử Công Khẩu thể diện. Bảo ca Đinh Tử Công Khẩu chúng ta chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Không cần lớn tiếng dọa người. Tôi sẽ bỏ qua lịch giang hồ, lập tức đeo thẻ đen của anh lên. Không phải là ba đao sáu lỗ sao? Nhìn đi, đến xem ta đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Dù có là kiếm nhật cũng không dưới ba lần rồi. Là người Hán. Nếu muốn dùng luật giang hồ thì cứ đến đi. Tôi thấy anh cũng là người kháng dược, nên cho anh một cơ hội. Nếu anh thắng được súng trong tay tôi thì tôi lập tức thả người. Nếu không thì anh không qua nổi ba đao sáu lỗ đâu. Tôi cũng không thả nổi người. Đấu thế nào? Đừng mà, đừng, chờ chút. Nếu cô lỡ tay bắn chết cô ta thì còn nói thả người gì nữa. Nếu có thành ý thì đổi cách khác đấu đi. Anh muốn đấu thế nào? Tài mọn, khó thêm chút nữa được không? Bắn đi. Hay, hay lắm. Hay. Hay lắm. Đến lượt anh. Đừng mà, đừng mà. Tệ quá là tệ. Đã yếu còn thích ra gió. Không cần tự xấu hổ đâu. Tôi xấu hổ thay phần cho anh. Người đâu, chém. Khoan đã. Sao nào, chấp nhận thất bại chưa? Người anh em giải phóng quân, cậu lợi hại thật đấy. Ta xem như được mở mang tầm mắt rồi. Đương gia của chúng tôi cũng là nữ nhân cao cường. Tối nay cũng phải khuất phục trước cậu rồi. Sau này sẽ còn có cơ hội. Đường núi tăm tối, mọi người đi cẩn thận. Nhị tiểu thư nếu gặp đại tiên sinh cho tôi gửi lời hỏi thăm. Ông cũng sớm xuống núi đi. Ở đây làm nên trò trống gì chứ?
Người ở giang hồ thân bất do kỷ. Nhị tiểu thư, tôi không tiễn nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, ở đây rồi. Trung đoàn trưởng, cứu được người ra rồi. Tôi vừa nghe anh em nói, lúc nãy thật quá nguy hiểm. Bang thổ phỉ này cũng xem là những lời, không dám làm gì quân giải phóng chúng ta. Dù sao cũng đến hang ổ của bọn thổ phỉ rồi, tiện tay dọn sạch hang ổ của chúng đi. Đây chỉ là một điểm tập kết của thổ phỉ. Hơn nữa nhóm thổ phỉ này già đời nên rất xảo quyệt. Giờ mà xông vào thì chúng sẽ chuồn sạch. Vậy dân lĩnh trước đi. Cô là đồng chí La Thiên Tình. Tôi là trung đoàn trưởng cảnh vệ trung ương Trần Tử Chính, phụ trách tiếp ứng cho các cô. Xin lỗi, để các cô sợ hãi rồi. Chúng tôi không sao. Các anh vất vả rồi. Được, chuẩn bị sơ tán. Mọi người nâng cao cảnh giác, về dân lĩnh thôi. Nhanh, nhanh nào. Nhanh đi thôi. Nhanh nào. Nhìn tờ nhân dân tệ của chúng ta so với tiền kim viên và tiền ngân viên của tượng giới thạch của chúng ta đẹp hơn nhiều. Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, mấy chữ này nghe thật có trọng lượng, nhất định có trọng lượng. Nhân dân tệ, nó nhất định sẽ là đồng tiền mạnh. Đồng tiền khai quốc, không lâu nữa nó sẽ lưu hành khắp thế giới. Thủ trưởng, thủ trưởng, tôi không phải thủ trưởng gì đâu. Tôi là trung đoàn trưởng cảnh vệ trung ương dân lĩnh Trần Tử Chính. Tôi là kế toán tổ công tác ngân hàng dân lĩnh, tên là Dương Dân Yên. Để cô chịu khổ rồi. Cô không sao chứ? Trèo chân một chút. Nào, lên ngựa đi. Ngồi vững chứ. Cảm ơn anh. Cô cũng lên ngựa không? Không cần đâu. Tôi đi bộ được, không cần cưỡi ngựa. Bảo cô lên thì cô lên đi, nói nhiều quá. Qua đây, tôi nói con người anh sao vậy? Dẫm lên. Dẫm. Tôi... Có phải anh chê tôi đi chậm quá không? Dẫm vững rồi. Ngồi chắc chắn đó. Dì tiểu thư, anh đúng là phong cách của thổ phỉ mà. Đồng chí Tần Quốc Lương, tôi thấy anh biết nói từ lóng. Trước đây anh từng làm thổ phỉ à? Biết nói từ lóng thì là thổ phỉ sao? Bao nhiêu tên thổ phỉ gọi cô là nhị tiểu thư. Cô là nhị tiểu thư thật à? Tôi đã xa nhà nhiều năm rồi. Đừng biết cậu cô có đạo trường lớn như vậy. Tôi chẳng cần bày binh bố trận để làm gì. Nhị tiểu thư nhỉ? Anh đừng có mở miệng là nhị tiểu thư được không? Anh có thể gọi tôi là La Thiên Tình, hoặc là đồng chí La. Đúng rồi. Những lô hàng kia anh đảm bảo là không có tổn thất gì chứ? Đội tiếp ứng đã mang đi, đã đến dân lĩnh sớm rồi. Rốt cuộc đó là gì mà còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô vậy? Nhân dân tệ mới phát hành. Nhân dân tệ. Chỉ sợ nhân dân không chấp nhận đồng nhân dân tệ. Nhân dân khu tượng giới thạch nắm giữ đều bị tiền kim viên bản lựa sợ rồi. Nhìn thấy tiền giấy là đều né hết. Hiện nay ở dân lĩnh, trên thị trường 8 nước liên minh, tiền gì cũng có. Thông tin, kinh tế lại hạn chế. Việc thực hiện sẽ rất khó khăn. Khó nữa cũng phải thực hiện. Chính quỹ Đặng đã có chỉ thị. Trận chiến trên chiến trường sắp hoàn thành rồi. Trận chiến kinh tế giờ mới bắt đầu. Chúng ta phải dốc toàn lực chuẩn bị. Chú Tiểu Tần lâu thế rồi mà vẫn chưa có tin tức. Chắc không gặp nguy hiểm gì chứ? Không thể nào.
Tần To Gan sẽ đối phó được hết. Thủ trưởng, Tần Quốc Lương này có năng lực như thế nào mà thấy ông hay nhắc đến vậy? Năng lực của cậu ta sao? Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, để ta nghĩ xem. Chẳng có năng lực gì cả. Không đơn giản gì. Cô bao nhiêu năm tuổi đảng rồi? Đảng viên. Hiểu rồi. Hiện giờ giải phóng toàn quốc, chớp mắt một cái giai cấp tư sản đã lên làm chủ. Sao lại chớp mắt một cái giai cấp tư sản đã lên làm chủ? Ý anh là sao? Có anh mới là chớp mắt đã không giống quân giải phóng nữa rồi. Nhìn anh như gã quân Việt. Giống gì cũng được, không giống giai cấp tư sản là được. Anh dừng. Sao tự nhiên lại xuống ngựa? Đừng chạm vào tôi. Không phải tôi là tiểu thư của giai cấp tư sản sao? Đừng bảo tôi không nhắc nhở cô. Đường phía trước còn xa lắm, cô đi nổi không? Tôi dù có gãy chân cũng không đi ngựa của anh. Nhìn gì? Tất cả theo sát vào cho tôi. Nhanh lên, theo sát vào. Đi. Quân đoàn trưởng, chúng ta cách dân lĩnh chưa đầy 10 dặm nữa. Chắc mọi người không được lơ là, duy trì cảnh giác. Rõ. Mọi người duy trì cảnh giác. Trung đoàn trưởng Trần, anh từng đi Trùng Khánh chưa? Ái Phục Hưng. Tôi từng học ở đó. Nhìn anh rất giống thầy giáo của tôi. Có lẽ do tôi quá nhớ thầy nên nhận nhầm người rồi. Toàn đội nghe khẩu lệnh. Nghiêm. Nghỉ. Các đồng chí vất vả rồi. Thủ trưởng vất vả rồi. Quay trái, quay phải. Đi đều. Báo cáo thủ trưởng. Tất cả đồng chí trong tổ công tác đã về đến dân lĩnh an toàn. Tình hình tôi đã nắm được. Đồng chí Tiểu La vất vả rồi. Xin chào thủ trưởng. Các cô về đường là tốt rồi. Cô và đồng chí Tiểu Dương vẫn ổn chứ? Đều ổn cả. May mà có trung đoàn trưởng Trần và đồng chí Tần. Tên đám thủ phỉ không dám làm gì chúng tôi. Thủ trưởng, ông xem ai đến kìa. Tần Quốc Lương báo cáo thủ trưởng. Tần To Gan. Tôi biết cậu đi đâu. Là chưa thấy người đã thấy tiếng mà. Chuyện gì hôm nay? Xem như quà gặp mặt tôi tặng lão thủ trưởng. Phú Quý đại ca. Thủ trưởng chào ông. Tôi biết ông không thể bỏ qua anh em lại phía sau. Ông với Tiểu Lương Tử không xa được nhau mà. Cũng quen rồi lão thủ trưởng. Tiểu Lương Tử tôi gặp cậu ta trên đường. Khi chúng tôi rời Tứ Xuyên, cậu ta vẫn còn trẻ con. Chú Tiểu Tần, cuối cùng cũng gặp lại chú rồi. Tiểu Tử Thối, đã cao lớn thế này rồi sao? Chú Tiểu Tần, chú xem cháu có thể làm lính của chú chưa? Lúc nào mới đưa cháu đi đánh trận? Chuyện này cháu phải nghe tổ chức. Không cần nghĩ đến việc đánh trận nữa. Hiện tại khác với trước rồi. Trung Quốc mới cần thêm người đi kiến thiết. Cưỡng Tử. Tần To Gan, cậu lần đầu tiếp xúc với trung đoàn trưởng Trần, đã phối hợp tốt như vậy. Sau này an toàn và ổn định của dân lĩnh đều nhờ hai cậu rồi. Trung đoàn trưởng Trần, đưa các đồng chí này đi nghỉ ngơi một chút. 30 phút nữa để hợp cùng đồng chí Tiểu La tại phòng hợp. Rõ. Phú Quý đại ca, ông cũng nghỉ ngơi chút đi. Cảm ơn lão thủ trưởng. Đi. Tiểu tử thối. Đi thôi. Muốn đi đánh trận rồi. Đợi lớn thêm vài năm nữa. Nhắm bắn súng đã chuẩn chưa? Chuẩn. Ngồi đi. Lão thủ trưởng, Tiểu Quang không ở cùng chị dâu mãi vậy? Chị dâu không nhớ sao? Hôm nay không có rượu đãi cậu, uống nước tạm nha. Cảm ơn thủ trưởng. Nó lớn rồi, cũng nên ra ngoài luyện tập chút. Theo mẹ mãi thì không hay đâu. Giờ hòa bình rồi, chỉ cần có cơ hội để nó đi học, tiếp tục giáo dục. Sau này tổ quốc cần đến, không cần đấm đá suốt ngày như tôi với cậu nữa. Lão thủ trưởng, tôi nói ông nghe. Đất nước Trung Quốc mới sắp được thành lập rồi. Ông với chị dâu có phải nên sinh một đứa con không? Dù sao Tiểu Hoàng cũng không phải con ruột.
Vì mà con ruột với chả không, Tiểu Quang chính là con trai tôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói về cậu đi. Tôi sao? Tôi có gì đâu, vẫn tốt mà. Nghe sư đoàn trưởng Hàn nói, cậu chơi làm chính ủy không cao, không tình nguyện đến chỗ tôi. Báo cáo thủ trưởng, làm gì có chuyện không tình nguyện. Ông biết tôi mà. Con người tôi ấy à, là phải ra chiến trường. Vậy cậu nói xem, ở Trung Quốc nơi nào là chiến trường? Nói. Giữa Thanh Thiên Bạch Dực, đám thủ phỉ dám cướp đội vận tải của giải phóng quân, đây lẽ nào không phải chiến trường? Chẳng lẽ chơi đùa? Lão thủ trưởng, và ba đám thủ phỉ cũng gọi là chiến trường sao? Đứng lên. Đừng xem thường thủ phỉ ở đây. Hơn nữa, điều cậu đến đây chính là để đối phó với đám thủ phỉ đó. Nó không thể hiện được bản lĩnh của Tần To Gan cậu sao? Sư đoàn trưởng Hàn nói với tôi, ông muốn tôi đến để trông chừng đám lang sói đó mà. Sói? Sói vụ sói vào nhà đó, chính là đám tướng lính đầu hàng của Quốc Dân Đảng. Cái mồm thối của cậu không bao giờ thay đổi. Tôi cảnh cáo cậu, sau này sói hay chó gì cũng bớt bớt đi. Người ta là bộ đội khởi nghĩa, hiện tại mọi người đều là giải phóng quân. Đoàn kết, hiểu chưa? Cậu ta tên Trần Tử Chính, xuất thân học viện quân sự Hoàng Phố, giai đoạn kháng Nhật là quân chủ lực chính quy, đánh không ít trận. Lão thủ trưởng, Trần Tử Chính chính là hổ, tôi sẽ thay ông trong chừng hắn. Tôi phải dùng một trung đoàn trưởng dứt đẳng không và một xe tải chở vũ khí của Mỹ để điều được cậu đến đây, là để cậu làm bảo mẫu sao? Dịch ra đi, mơ đẹp quá ha. Tôi mà mơ không đơn giản thế đâu. Đi đâu, lát còn hợp đấy. Biết rồi. Tiểu tử này. Anh Cường Tử, em bây giờ cũng là lính của chú Tiểu Tần rồi. Sau này chúng ta cùng nhau đi đến trận. Tiểu tử cậu khá quá, tuổi không lớn cũng xem như qua trăm trận chiến rồi. Đương nhiên rồi, em ngủ mơ cũng mơ đến được ra trận cùng chú Tiểu Tần. Đúng rồi, anh Cường Tử, anh kể cho em nghe chuyện các anh đơn độc tấn công ở ải Phục Hùng đi. Chuyện đó có gì khó, còn nhiều chuyện ly kỳ hơn cơ. Thật à, anh mau kể đi. Mày nói đúng không? Lại lừa em. Không lừa cháu đâu. Chú Tiểu Tần, tiểu tử thối, chú Tiểu Tần sẽ giao cho cháu một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đi, đi đổi thường phục đi. Cậu không mau đi. Tiểu tử thối. Chị La ơi, lúc nãy chị có thấy tập thơ tôi để trên giường không? Của Từ Chí Ma đúng không? Đúng rồi, tôi để trên giá sách kia kìa. Tối không xem vài trang, tôi không ngủ được. Xem, tôi thấy cô sắp thuộc lòng cả tập thơ rồi. Ai ở ngoài đó? Trung đoàn trưởng Trần, đồng chí La, giờ hợp sắp đến rồi, tôi đưa cô đến phòng hợp. Được, tôi đi ngay đây. Tôi đi trước đây. Chủ nhiệm, tìm mấy lần rồi vẫn không thấy chính quỷ Tần. Tên tiểu tử này. Bắt đầu hợp thôi. Tôi xin giới thiệu với mọi người, La Thiên Tình. Chào mọi người. Ngồi, ngồi đi. Đồng chí La Thiên Tình, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, là chuyên gia tài chính của lực lượng bộ đội Nam Tiến, cũng là cử nhân đại học duy nhất chỗ chúng ta.
Cô ấy cũng là người dân lĩnh nên đã quen với tình hình, sau này có lợi cho việc phát triển công việc. Đồng chí Trần Tử Chính là tướng lĩnh đi theo tướng quân Trần Khắc Phi khởi nghĩa. Trước đây ở dân lĩnh phòng thủ tác chiến, quen thuộc tình hình, lại là học viên hàng đầu của Hoàng Phố, thân chinh trăm trận, giai đoạn kháng Nhật đã từng lập công. Tề Điền Lực, đồng chí Tề Điền Lực là sĩ quan phụ tá của Trung đoàn trưởng Trần, trưởng ban chương, cán sự lưu, là cán bộ phòng hành chính cùng tôi đến tiếp quản. Dân lĩnh đã giải phóng được 6 ngày rồi. Ủy ban kiểm soát quân sự thành lập đã được 60 ngày. Mặc dù nguồn nhân lực vẫn chưa đủ, một số cán bộ được điều động vẫn chưa kịp đến, nhưng tất cả công việc vẫn phải thực hiện. Vậy nên tôi sẽ tuyên bố chế độ được thống nhất trước đây của Ủy ban kiểm soát quân sự và bổ nhiệm công tác. Đồng chí La Thiên Tình phụ trách chức chủ nhiệm tài chính lương thực, kiêm giám đốc điều hành ngân hàng dân lĩnh, quyền bộ trưởng bộ tài chính tạm thời. Thủ trưởng, tôi cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức, nhưng tôi lo hiện tại bản thân không đủ tư cách nhậm chức. Đồng chí La Thiên Tình, đầu tiên là phải phục tùng mệnh lệnh, đồng thời tin tưởng tổ chức, tin tưởng bản thân. Cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ vinh quang và gian khổ này. Dân, ngồi đi. Trần Tử Chính, nhận chức sở trưởng sở quân sự, kiêm trung đoàn trưởng cảnh vệ trung ương. Rõ. Tề Điền Lực đảm nhận chức tham mưu sở quân sự, kiêm tiểu đội trưởng tiểu đội 1. Rõ. Nhà của đại tiên sinh ở đây hả? Đúng. Nhà họ là gia đình nhiều tiền nhất dân lĩnh. Sự việc bị cướp xe tải hôm nay cho chúng ta một lời cảnh báo, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta, thổ phỉ ở khu vực dân lĩnh ngang ngược hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, cho nên chúng ta phải nâng cao cảnh giác, trấn áp mạnh mẽ. Giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này. Chú Tiểu Tần, đây là nơi nổi tiếng nhất ở thành dân lĩnh. Ở đây có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng ở dân lĩnh. Nghe nói rất hay ho, nhưng cha không cho cháu đi. Không phải vội, lát nữa chú Tiểu Tần dẫn cháu đi. Chú Tiểu Tần dẫn cháu đi. Tiểu Hoàng, dạ, ở đây ngoài chỗ uống trà còn có chỗ uống rượu không? Uống rượu à? Thủ trưởng, đồng chí Tần là người như thế nào? Cô hỏi Tần Quốc Lương sao? Anh ta là bộ đội hay quân giải phóng? Cậu ta là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập thuộc trung đoàn tiên phong của sư đoàn 57 quân đoàn 18 quân giải phóng chúng ta. Hiện tại giao cho cậu ta chức chính ủy cảnh vệ trung ương, đồng thời kiêm sở trưởng sở cảnh sát, ủy ban kiểm soát quân sự, cũng là chỉ huy quân đội do cấp trên chỉ định. Tần Quốc Lương xuất thân trinh sát, cũng là cấp dưới trước đây của tôi. 14 tuổi đã theo tôi tham gia Hồng quân, đánh qua nhiều trận ác liệt, chịu nhiều khổ cực. Cô cậu nghe đến xích quả đường bao giờ chưa? 20 năm trước cũng được xem là tổ chức bào ca nổi tiếng lẫy lừng của vùng xuyên Bắc. Đại đương gia tên Tần Như Long là một nam tử Hán đội trời đạp đất, đã giúp đỡ Hồng quân trong cuộc vạn lý trường chinh, cũng đã từng cứu mạng tôi. Nhưng năm 1935, xích quả đường bị Bạch quân trả thù, phóng hỏa đốt nhà. Chỉ còn nhị đương gia cứu được con trai duy nhất của đại đương gia Tần Như Long, chạy đến Tứ Xuyên, sau đó tham gia Hồng quân. Tần Chính Quỷ chính là con trai của Tần Như Long. Tần Quốc Lương cũng xem như mang nửa dòng máu giang hồ. Cậu ta hiểu tiếng lóng và quy tắc của bào ca, là một con ngựa tốt, cũng là một con ngựa hung hăng. Con trai của thủ phỉ. Nào, nào, uống. Thủ
sảng khoái quá. Đây giao, chú Tiểu Tần. Ừ, chú Tiểu Tần. Chú muốn biết gì cháu cũng đã nói rồi. Muốn đi đâu cháu cũng đã đưa đi rồi. Giờ chúng ta về đi. Không phải lát nữa sẽ hợp sao? Vội gì chứ, tiểu tử ngốc, vẫn kịp mà. Cường tử, nào. Cha mà biết cháu ở đây thì đánh chết cháu mất. Chú Tiểu Tần, chúng ta về đi. Không phải sợ, có chú Tiểu Tần của em ở đây, cha của em không dám làm gì đâu. Hơn nữa chúng ta không nói thì làm sao cha em biết? Đúng luôn, nếu có vấn đề gì thì cứ nói chú Tiểu Tần, cha. Rót đầy, rót đầy. Tôi biết ngay các cậu sẽ đến những nơi như thế này mà. Tôi đang chuẩn bị đi họp đây. Mấy giờ rồi? Hoàng, hai đứa ra ngoài cổng đợi cha. Đi. Nào nào, uống đi. Tao không nhẫn nại được nữa à? Không chờ được đến ngày mai sao? Lão thủ trưởng, ông hiểu tôi mà. Được trẻ con dắt đi chơi cảm giác thế nào? Lão thủ trưởng, ông thực sự muốn để tôi làm chính ủy cảnh vệ trung ương cho Trần Tử Chính sao? Tôi hiểu. Ông bây giờ là sở trưởng sở cảnh sát, ủy ban kiểm soát quân sự của dân lĩnh. Sở cảnh sát? Sở cảnh sát thì làm gì?生命绽放的色彩。